Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay mà xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa đến từ thương hiệu loa Tai Noi có model là Arden MK2. Đây là một trong những cái model được đông đảo các audiophile ưa chuộng. Về kích thước, về hình thức thì là vô cùng là đẹp. Và đây là một trong những đôi loa sở hữu loa bát 40 và giá tiền nó lại chỉ có chưa đến 50 triệu. Đấy. Đây là một trong những cái model mà phù hợp với nhiều không gian kê bày. Và đặc biệt là những cái đôi loa này có cái giải trầm rất là ấn tượng và rất là tốt khi các bác nào mà thích nghe giải trầm của dòng loa Tai Noi. Loa Tai Noi thì nó có rất nhiều các model và cái model Arden MK2 này là một trong những cái model mà hay trong tầm tiền và kê bày phù hợp với những cái không gian nhà rộng. Các bác nào nhà rộng thì kê những đôi loa này thì vô cùng là tuyệt vời. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của cặp loa này nhá. Cũng như quý vị và các bạn biết thì loa Tai Noi Arden MK2 này sử dụng một loa bát đồng trục 40 cm đó. Và màng giấy và gân, các bác nhìn ở đây là cái gân 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 mút này. Rất là mềm, đó, gõ nhẹ ra và sử dụng một loa chép đồng trục tổ ong. Đó. Loa bát thì vô cùng là đẹp, nguyên mộc. Đó. Và dòng này sử dụng kiềng vuông, đó, sử dụng kiềng vuông đây, đó, loa tuyệt đẹp luôn. Cấu trúc thùng loa này sử dụng một loa bát đồng trục 40 cm và bên dưới có sử dụng ba cái lỗ thông hơi hướng ra đằng trước. Những cái cặp loa này thì anh em ta có thể là kê sát tường được, đó. Và bên trên là có một cái bảng phân tần đây và có chỉnh các độ nhạy như cộng trừ 1, 2 và các bác có thể điều chỉnh theo cái đôi tai của mình. Và đây là cái tem loa. Loa này thì 85W và 8 ohm. Đó, rất các bác sử dụng âm ly đèn cũng có thể đánh tốt cái đôi loa này. Đó, rất là tuyệt vời. Loa với trở kháng 8 ohm và độ độ nhạy là tới 90 độ nhạy 91 dB và với cái mức công suất chỉ có 85W thôi. Các bác có thể dùng chiếc âm ly công suất vừa phải hoặc âm ly đèn có thể đánh khai thác tốt cặp loa này. Cặp loa thì tuyệt đẹp rồi. Và đặc biệt là với thời điểm này mới có cái mức giá là vô cùng hợp lý, giá chỉ có 48 triệu cho một cặp loa tuyển chọn đẹp xuất sắc như này. Đó, đây là cái phần vỏ thùng loa. Đó, có nhìn không? Rất là đẹp nhá. Về góc cạnh thì là vuông thành sát cạnh rồi, không có gì để chê đâu. Đó. Vuông thành sát cạnh. Trên này rất đẹp. Đây. Vân viết rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, đây là tay và tay nói Arden MK2. Bên em có cả kiềng tròn lẫn kiềng vuông nhé các bác. Đó. Và đây là cái cầu loa của cặp loa Arden. Đây là cái cặp loa mà được ship từ Nhật về. Đó, còn rất là đẹp. Đó, về đây là cái thùng phía sau. Đó. Bên em có cả kiềng tròn lẫn kiềng vuông. Kiềng tròn thì là sử dụng củ Anico. Đó. Rất là hay. Về hình thức thì nhiều các bác thì thích cái kiềng vuông này hơn bởi vì kiềng vuông nó đẹp hơn là kiềng tròn. Bởi vì cái kiềng tròn thì bác nào chơi thích của Anico thì nên sử dụng cái cặp loa đấy. Đó. Và cái giá hiện tại là cặp loa này chỉ có 48 triệu thôi các bác. Cặp loa này thời điểm trước thì lên tới 55 triệu cơ. Đó, bây giờ thì mọi cái thì giá nó xuống, giá rất là tốt luôn. Đó. Loa thì tuyệt đẹp, không có điểm chê. Đó, và cặp loa bên này. Chủ yếu là quay hình thức để các bác cùng trải nghiệm thôi. Loa thì không có điểm trừ rồi. Đó, và hàng thì bao zin bao xịn. Bảo hành trọn đời cho các bác về cái phần chính hãng thì phần xịn nhá. Đó. Sử dụng một loa bát đồng trục 40 cm. Đây, cái tem này cũng 85W và 8 ohm. Độ nhạy 91 dB. Và đây cái phần phân tần của loa. Và bên dưới sử dụng ba lỗ thông hơi phía đằng trước. Đó, em sẽ quay luôn cái vỏ thùng để các bác cùng trải nghiệm này. Đó. Vâng, video clip ở đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác.